Rồi, và cái sự việc mà mình sắp thông báo cho các bạn đây thì hiện tại nó đang rất là hot. Có thể là mình đưa tin hơi muộn một chút, nhưng mà dù sao với trách nhiệm là một người làm truyền thông review về công nghệ thì mình thấy rằng mình nên và phải làm những video kiểu như này để cảnh báo cho các bạn nào đang theo dõi video và theo dõi kênh biết được cái tình trạng của những thiết bị Apple bạn nào đang sử dụng, hay là người thân của các bạn đang sử dụng, thì hãy tiếp tục theo dõi video để có thể là biết được chính xác về cái sự việc này nhá. Tiện thể quảng cáo một chút, thêm bạn nào đang quan tâm tới những sản phẩm của Apple thì hãy nhớ ghé thăm trang web của Bạch Long Mobile để có thể tham khảo giá nha. Cái sự việc này thì có lẽ là những bạn quan tâm về công nghệ nói chung cũng như là những cái bạn quan tâm về những cái sản phẩm Apple nói riêng thì chắc là không lạ nữa. Trong những ngày gần đây ấy, thì đang xôn xao một cái việc là những cái bạn mà sử dụng những cái thiết bị của Apple thì tự nhiên là bị khóa kích hoạt. Thì cái quá trình này diễn ra như sau. Đầu tiên là một người lạ, một bên thứ ba nào đấy có được email hoặc là Siri của máy bạn. Sau đó thì họ sẽ sử dụng một trang web để mà nhập số email hoặc Siri máy bạn vào để khóa iCloud. Và khi mà bạn dính phải cái tình trạng này thì không thể nào sử dụng cái iCloud mà bạn dùng để kích hoạt iPhone đó để mà kích hoạt vào lần này, mà bạn sẽ phải sử dụng một cái tài khoản khác mà bạn không rõ đó là của ai. Và cái thời điểm mà mình làm video, chính cái thời điểm mà nó đang rất là hot này, thì chính anh em, chính những người đang xem video cũng có thể làm việc này thông qua việc biết email máy của một người khác. Và cái sự việc này thì nó sẽ không phân biệt iPhone lock hay là iPhone quốc tế. Nhưng mà những bạn sử dụng máy lock thì phải lưu ý một chút, bởi trong quá trình mà bạn sử dụng hoặc là những người khác đã từng sử dụng máy của bạn khi mà bạn mua máy cũ thì rất có thể là đã có những cái lần mà tra cứu thông tin để mà unlock máy hay là kiểm tra cái tình trạng của máy, thì cái email hoặc Siri của bạn đã vô tình để lộ qua những cái trang web, qua trên mạng mà bạn không nhớ hoặc là không biết. Có thể là thời điểm bạn xem video này thì cũng thấy là nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà hôm trước bạn của mình, chính bạn của mình luôn, đã nhắn tin cho mình về cái tình trạng nó y chang như này. Và mình cảm giác là những cái người thân của mình nó quá là gần với mình và không thể nào mà xem nhẹ được các bạn ạ. Và người khác có thể khóa iCloud của bạn được khi và chỉ khi có đủ cả điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần đó là, đầu tiên, bạn có sử dụng máy nhưng mà không đăng nhập tài khoản iCloud. Thứ hai, đó là bạn có đăng nhập tài khoản iCloud nhưng không bật tính năng tìm iPhone lên. Và điều kiện đủ đó chính là bạn để lộ số email hoặc Siri máy của bạn qua nhiều hình thức khác nhau. Đầu tiên có lẽ là ở trên Internet, thì những cái lúc mà bạn đăng hình bán máy này, bạn up hình lên group để mà hỏi những anh em ở trong group về cái vấn đề gì đấy của máy bạn. Hoặc là bạn có những hình thức kiểm tra active, kiểm tra bảo hành, kiểm tra tình trạng máy hay là kiểm tra máy có lock hay không, thì cũng là một cái cách để mà lộ email của bạn thông qua những cái trang web không chính thức từ Apple. Thứ hai nữa là bạn đi sửa máy và những cái thông tin về máy của bạn sẽ bị lộ và bạn không thể nào biết được. Thứ ba, cuối cùng, đó chính là bạn đi mua máy cũ, một iPhone cũ, thì tất nhiên cái điều này thì cũng sẽ bị lộ theo 1001 cách mà bạn cũng không thể nào kiểm soát được. Và tất nhiên chúng ta sẽ cần phải lưu ý cách phòng tránh thì sẽ là loại bỏ cả điều kiện cần và điều kiện đủ để xảy ra cái trường hợp này. Thứ nhất, đó là anh em khi sử dụng những cái thiết bị của Apple thì đăng nhập iCloud vào và bật tính năng tìm iPhone ở trong phần cài đặt lên để có thể là tránh được cái tình trạng quái âm này, cũng như là khi mà mất máy thì cũng có một cách nào đấy để mà may mắn tìm lại được máy. Thứ hai, đó là không để lộ thông tin máy của bạn cho bất kỳ một cái nguồn không tin cậy nào. Ví dụ như kiểu là mình đã nói đấy, bán máy, úp hình để mà bán máy hoặc là hỏi anh em trên group thì hãy nên che email lại. Hoặc là nếu mà tra cứu thông tin email thì cũng nên vào trang web chính chủ của Apple để có thể là tin cậy. Còn với tình huống mà bạn đi sửa máy, mua máy cũ cùng vô vàn những cái cách không thể nào mà lường trước được cái việc bạn sẽ bị lộ email bằng nhiều cách, như kiểu là đơn giản thôi, con máy iPhone 6s của mình chỉ cần chọc cái khe SIM ra là có thể xem được email, thì có lẽ là cạnh cái này thì chúng ta không thể nào biết được, đúng không? Khó mà tránh được. Và cuối cùng đó chính là anh em nào mà đã lỡ dính phải cái tình trạng này thì mình cũng đã có tìm hiểu rồi, có một vài trang web ở trên mạng có thể fix được cái vấn đề này, cái sự việc này, và với mức giá cũng như là trang web nào thì anh em có lẽ là tự search để tìm hiểu nha. Và chốt đơn giản lại cho những bạn nào không cần phải suy nghĩ nhiều hay là kiểu phức tạp gì, là bạn đang sử dụng những thiết bị của Apple
thì hãy vào phần cài đặt và bật tính năng Find My iPhone sau khi đã đăng nhập iCloud của mình vào. Mình nghĩ rằng là các bạn nên quan tâm đi, bởi vì cái này nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn, hay thậm chí là những người thân, bạn bè của các bạn sẽ có thể là bị cái tình trạng này, tương tự như cái người bạn của mình, xấu số của mình đấy. Thì có lẽ là bạn cũng nên cảnh báo cho những người khác để có thể là biết được những cái bạn mà không ít quan tâm về công nghệ ấy. Thì anh em nghĩ sao? Hãy nhớ comment phía bên dưới và mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em những cái tin tức tương tự như thế này nha.